Chào mọi người đang xem cái video clip này của Tiến nha. Mình xin tự giới thiệu trước, mình tên là Tiến. Kênh YouTube của mình là Tiến B. Số điện thoại để liên hệ với mình là 0706 222 435. Thì số điện thoại này anh em mình cứ có nhu cầu lấy hàng hoặc là gọi điện để trao đổi thông tin với mình thì cứ gọi trực tiếp theo số điện thoại này cho mình nha. Trường hợp gọi không nghe máy thì anh em có thể nhắn tin trực tiếp cho mình, rồi mình sẽ chủ động gọi lại cho tất cả anh em sau. Hôm nay mình quay cái clip này, mình giới thiệu với anh em mình các cái mẫu súng bắn đạn cao su chỉ 6 viên thôi. Súng bắn đạn cao su chỉ 6 viên thôi. Rồi trung cấp có, cao cấp có, thì nó trong đây là nó có hết. Mẫu rẻ tiền, mẫu mắc tiền có đủ luôn. Thì cái mẫu mắc tiền đó là tất nhiên là phải hàng nhập, hàng ok, hàng nhập rồi. Mẫu rẻ tiền là hàng của Việt Nam mình, hàng độ chế lên từ con Bisac CO2 á. Đây con mình đang cầm trên tay nè. Đây là con nguyên thủy của nó, nguyên bản của nó là con Rulo 733 bắn bằng đạn bi 6 ly và xài bằng khí CO2. Nhưng mình đã độ nó lên rồi, mình đã độ nó lên thành bắn đạn cao su 9 ly. Anh em nhìn thấy nè. Đây là con Rulo 733 nha. Anh em nhìn thấy quay nè, mình đã độ lên rồi. Bắn bằng đạn cao su 6 ly. Thì anh em nào mà thích chơi những cao su nhưng mà điều kiện kinh tế nó chưa cho phép để chơi những cái hàng mắc tiền cao cấp hơn thì đây là sự lựa chọn rất là ok luôn. Con này chỉ mười mấy triệu thôi. Hàng độ chế nhưng mà xài cũng ok lắm. Nó không có lỗi lầm gì hết, xài ok. Thì bên shop của mình là độ là rất là ok, lỗ rồi nằm rồi tất cả mọi thứ là anh em mình xài ok hết á, không có lỗi lầm, không có bàn cãi gì hết á. Anh em nhìn thấy không, ổ thì cũng quay mượt mà thôi, nó không có khác gì cái hàng zin hết. Đấy, mình làm cái clip này để cho anh em mình có sự so sánh đúng không nè, với con hàng zin và con hàng độ. Anh em nhìn thấy không, nếu mà mình không nói hàng độ thì mình không dám nói là anh em mình không biết, nhưng mà những anh em mới bắt đầu tập chơi á, thì mình chưa có tìm hiểu, thì nếu mình không nói thì nhiều cái anh em cũng không thể nào biết được. Còn những anh em nào đã chơi, đã tìm hiểu nhiều thì mình không dám nói. Thì đó, nó hai cái con thì nó cũng chả khác gì nhau hết. Nó con Rulo 733 nè, với lại con R2. Con R2 thì nó cũng giống như, nhưng mà nhìn á thì tất nhiên là cái hàng hàng zin á, hàng nhập á, thì tất nhiên là nó phải đẹp hơn cái hàng mình độ chế rồi. Trong quá trình mình gia công độ chế thì kỹ mấy kỹ thì nó cũng có một vài vết chày vết xước nha anh em. Lưu ý anh em mình mua hàng độ chế mà từ con Bisac CO2 lên á thì nó không thể nào nó hoàn hảo 100% được, tại vì cái chất sơn thì mình phải đưa vào máy tiện máy kẹp đồ nó làm, thì tất nhiên cần mình đã quấn, đã hạn chế tối đa rồi, nhưng mà không phải nó xấu đâu, nó chỉ có một vài vết xước thôi. Còn đây là con zin là không có bàn cãi. Đây là con R2. Con này thì mình nhập nguyên con về từ Thái về. Hàng zin nó thì không phải bàn cãi. Con này thì nói chung là xài thì ngon, nhưng giá thì nó cũng hơi chát, 25 triệu một con. Anh em nào đam mê thì không có gì cả, xài thì bỏ ra một số tiền để mình sở hữu một cái món hàng vừa chơi sở thích vừa để tự vệ thì nó không có gì là quá đáng hết, nó rất là bình thường thôi. Ở đây là con R2, hàng này là hàng nhập trực tiếp từ Thái về đó. Anh em nào chơi nhiều thì biết những cái hàng Rulo này đó. Đúng ra nó cái con này đó, là kêu bằng con R2 thì nó cũng chưa đúng mấy. Nó là con cái tên tiếng Anh á, cái con R2 á, Yoyaki của nó là để Yoyaki R2 luôn. Cái con này nó không phải là R2, nó cũng y như R2 đấy. Mình nhập mình cái tên gì á, mình lười tìm hiểu, tại vì hàng cái con này mình mới vừa về luôn. Mình làm cái clip này mình làm cái clip nó so sánh giữa hai con, mình đã tạm gọi là R2 đi. Con Rulo 733 với lại con R2 nè, nó giống như nhau. Nhưng mà giữa hàng độ và hàng zin thì nó cũng có sự khác nhau nhiều lắm, anh em nhìn thấy không?
Ấn Độ thì mình không có hàng riêng thì mình không có bàn cãi rồi ha. Xài thì xài bằng đạn cao su 9 ly. Đạn cao su 9 ly. Tại sao mà nhiều anh em tin dùng và lựa chọn những cái hàng mà súng lục ổ quay này 6 viên như thế? Thì nói chứ cũng hay lắm, tại vì cái con này bắn xong á, khi mà mình sử dụng xong á thì cái vỏ đạn của nó vẫn nằm ở trong ổ, nó không có văng đi đâu hết á. Thì khi mình về nhà hoặc là mình chơi xong đó, mình không có muốn để nó văng vãi ra ngoài thì mình đổ vô túi là mình thay đạn rồi mình lại chơi tiếp. Nó lại hay được cái chỗ đó, lắp đạn thì cũng nhanh để thọt vô thôi. Như lắp đạn thì nhanh, rồi nói chung là xài thì nó không có cái vỏ đạn, nó không có gì văng ra ngoài. Mình sử dụng thích lắm, cảm giác là bật ra bật vô, cầm quay quay nó cảm giác sướng. Chung là mấy con Gundo này là xài ok rồi. Mấy cái hàng súng kia thì phải băng đạn, băng điếc, rồi nhiều khi nó kẹt đạn, kẹt đồ. Còn mấy hàng Gundo này ít lắm, nó không có trường hợp kẹt đạn, kẹt gì đâu. Nó khó để mà kẹt đạn, tại vì cái mấy cái hàng kia thì nó cái băng đạn nó lên, nhiều khi nó bị kẹt băng lên cái chỗ cái co để đẩy lên á, thì nó bị xước rồi nó nhiều khi nó cũng kẹt. Này Gundo thì xài thoải mái rồi, không có kẹt, không có gì hết, đây là hàng riêng hết đó, hàng riêng, mấy con này hàng riêng, hai con hàng riêng. Còn Gundo với lại còn Yoyaki 906 thì mình cũng có để đây, con Yoyaki 906 cho anh em xem, nó cũng xài 6 viên thôi. Xài 6 viên thì nó cũng là hãng Yoyaki, cái bản của nó là nhỏ 906 nè. Nó cũng bắn bằng đạn cao su 9 ly, hàng này cũng là hàng nhập luôn á, hàng nhập 100%. Hàng riêng, hàng nhập hết. Giá thì nó cũng bằng với con kia thôi, cũng 25 triệu. Đây là con Yoyaki 906. Lấy đạn thì mình bấm vào dưới cái đít đó thì cái băng đạn nó tự động nó nhảy ra thôi. Con này thì được cái là ưu điểm của nó là nhỏ, gọn, mình dễ sử dụng, dễ cất giữ, rất là nhỏ, rất là gọn trong lòng bàn tay luôn. Nhưng mà nhược điểm thì nó cũng hơi ít đạn, chỉ 6 viên, thì cũng giống như mấy con kia. Thì được cái này mất cái kia, băng 14 viên thì xài được nhiều viên nhưng mà lại to, lại nặng. Nhỏ gọn thì lại ít đạn, nó là như vậy. Thì tùy anh em nào thích cái loại nào thì mình lấy cái loại đó. Nay giờ khuya bệnh nói chuyện cũng càng tiếng đó. Thì đạn thì cứ nhét vào cái băng này thôi. Băng này thì chứa được tổng cộng là 6 viên, 6 viên đạn vào cái băng của con 906 này. Nãy giờ ngồi nói chuyện mà quên nói về cái cách giao dịch của shop mình. Thì hiện tại là shop mình đã chỉ nhận chuyển khoản thôi. Mua hàng thì anh em mình vô lòng chuyển khoản giúp mình 100%, nhận đủ tiền mới gửi hàng. Shop mình không có hình thức ship code tour COD và cũng không giao dịch trực tiếp. Video nào mình cũng nói về cái cách giao dịch để cho anh em mình nắm rõ luôn. Nhiều anh em mình chưa có rõ được cái cách giao dịch đó, rồi cứ nhắn tin gọi điện cho mình rồi nói ôi ngày lừa đảo lừa gạt gì nữa, rất là phiền, thực sự là rất là phiền. Anh em mình nhớ xem kỹ cách giao dịch giúp mình nha. Hàng hóa rồi này kia thì mình đã đăng lên điều cho anh em. Rồi anh em nào muốn mình làm những cái con hàng gì thì cứ để lại ở dưới cái bình luận của video thì mình sẽ làm cũng trả lời cho anh em theo yêu cầu của mọi người luôn. Yoyaki 906 thì nó cũng rất là, con này thì nó xài thì nó quá là sướng này, không có gì phải bàn cãi về cái con Yoyaki 906 này. Riêng mình nó những dòng súng ngắn á, mà súng bắn đạn cao su mà Việt Nam, về Việt Nam này mình cảm thấy là dòng Yoyaki là cũng ok nhất. Xài thì nói chung là rất là sướng luôn, đập thoải mái, búa đập đồ nó ok hết, nồng biết rồi. Anh em đừng có sợ tét nồng tét nít gì, cái con nhập khẩu này xài bao không nằm nhé, không có xi nhê gì hết, bắn cái nào chán nghỉ đó. Yoyaki 906 cái con này cũng giá 25 triệu, bằng với cái con kia thôi. Hiện tại thì cái bản này thì mình chỉ còn có một con 906, còn Gundo thì mình hết màu trắng rồi. Cái con màu trắng này là khách đã lấy rồi, khách chuyển
rồi. Thì mình sẵn mình làm cái clip luôn, chỉ còn màu đen thôi. Anh em lưu ý nha, hôm nay thì Gulo chỉ còn hàng màu đen. Độ hàng sim thì cũng vậy, chỉ còn màu đen thôi. Rồi, rồi mình kết thúc cái video clip tại đây đi. Anh em mình mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại mình để góc trái màn hình, 0706222435. Xem video clip thì nhớ nhấn cho mình nút đăng ký kế bên nha. Rồi, mình xin chào và xin tạm biệt tất cả mọi người.